thiết thực, tin cậy, hiệu quả, cung cấp những thông tin về các kỳ tuyển sinh đại học, cao đẳng với đội ngũ chuyên gia tư vấn, các thầy cô đến từ các trường đại học uy tín, phương pháp ôn thi, tư vấn chọn trường, chọn ngành, tất cả có trong chương trình đưa trường học đến thí sinh trên báo điện tử Người Lao Động tại địa chỉ nld.com.vn từ tháng 3 này. Xin chào quý vị khán giả và các em học sinh thân mến. Quý vị đang theo dõi chương trình đưa trường học đến thí sinh 2019 với chủ đề du học sự lựa chọn nào phù hợp do báo Người Lao Động tổ chức. Thưa quý vị, du học hiện nay là xu hướng không còn xa lạ đối với học sinh Việt Nam, và từ tháng 8 hàng năm thì học sinh phổ thông rất quan tâm đến các thông tin du học để có sự chuẩn bị cho bước đường tương lai của mình. Chọn đất nước nào, chọn ngành học nào và trường nào để phù hợp với năng lực cũng như khả năng tài chính luôn được các phụ huynh và học sinh băn khoăn. Và hiện nay có một trào lưu khá phổ biến, đó chính là học sinh đi du học từ rất là sớm, có thể từ bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông. Và ngày hôm nay, để giúp các em học sinh và phụ huynh có những thông tin thiết thực, bổ ích và chính xác về du học, hôm nay báo Người Lao Động đã mời đến trường quay các vị chuyên gia đến từ các đơn vị tư vấn du học tại thành phố Hồ Chí Minh. Xin được trân trọng giới thiệu Thạc sĩ Trương Tiến Sĩ, Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn Du học Tiếng Anh tại Philippines, giảng viên trường đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh. Cô Phạm Thanh Thúy, Tổng Giám đốc Công ty Kết nối Văn hóa Việt. Cô Nguyễn Vĩnh Ngọc Anh, Giám đốc Kinh doanh SCVN Corp. Xin được cảm ơn các vị khách mời đã tham gia cùng chúng tôi trong chương trình hôm nay. Chúng tôi cũng xin được chân thành cảm ơn sự tài trợ và đồng hành của Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh HD Bank, Công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang và Tập đoàn VinGroup đã sát cánh cùng chúng tôi thực hiện chương trình đưa trường học đến thí sinh 2019. Quý vị khán giả và quý vị khách mời, hiện nay du học thì được rất là nhiều học sinh lựa chọn, tuy nhiên là không phải học sinh nào thì cũng có thể chọn con đường du học. Và đặc biệt là việc lựa chọn cho mình một đất nước, một ngôi trường học và một ngành học thì là một điều không hề dễ dàng một chút nào. Vậy thì quý vị khách mời có thể tư vấn cho các em những thông tin cơ bản cần thiết để chúng ta bước đầu tiếp cận với con đường du học. Xin được mời Thạc sĩ Trương Tiến Sĩ. Xin chào quý vị khán giả và các em học sinh. Cái việc mà lựa chọn cái con đường du học á, thì nó là một trong những cái xu hướng hiện nay, và nó gần như là thành một cái trào lưu phát triển rất là mạnh trong khoảng cỡ 3 đến 5 năm trở lại đây. Tuy nhiên á, thì qua cái thực tế đó, các em đi du học đó, thì cái việc mà có thực hiện được cái con đường du học một cách xuyên suốt hay không thì thực tế là nó cũng gặp rất là nhiều những cái trở ngại. Và hiện nay theo cái thống kê của chúng tôi đó, thì chúng tôi thấy rằng là trong số khoảng 10 em đi du học thì có khoảng 2 em là buộc phải quay trở về. Lý do đó là các em không chuẩn bị đủ những cái yếu tố cần thiết để thực hiện cái con đường du học của bản thân mình. Cái thứ nhất, ví dụ như là vấn đề ngôn ngữ. Tiếng Anh có thể ở Việt Nam các em đạt được các cái tiêu chí về Anh ngữ, điểm TOEIC, TOEFL rồi IELTS thì rất là cao. Nhưng mà thực tế khi mà qua cái môi trường của cái nước bản địa đó, thì các em lại vướng, bởi vì là thực tế cái tiếng Anh nó cũng rất là đa dạng về ngữ âm, về dòng điệu á, rồi trong cái môi trường đa quốc gia đó thì các em có những cái khả năng về ngôn ngữ á, tức là cái kỹ năng về nghe rồi kỹ năng nói của các em nó cũng có những cái trở ngại, và đó là chính là cái trục trặc bước đầu. Và nếu mà các em nào mà không hoàn thiện được thì các em buộc phải quay trở về. Một cái vấn đề thứ hai nữa đó là vấn đề tài chính. Nhiều em là cứ nghĩ là làm sao để được đi du học thôi, nhưng mà khi mà qua đến bên đó học được một học kỳ hoặc hai học kỳ thì gia đình lại có những cái vấn đề phát sinh và không đảm bảo được vấn đề tài chính cho các em, thì các em lại buộc phải cắt ngắn cái con đường du học của mình đi.
Và nó có một cái khó đó là khi mà các em đang học bên cái chương trình ở bên nước ngoài thì khi các em quay về thì cái chương trình đó lại không được thừa nhận ở các cái trường ở trong nước, và các em lại buộc phải bắt đầu lại cái từ đầu khi mà các em trước khi mà đi du học. Thì đó là cái vấn đề thứ hai. Và một cái vấn đề nữa đó là cái vấn đề văn hóa. Tức là các em ở Việt Nam thì các em thấy cái thế giới bên ngoài á, nó hào nhoáng này kia vân vân. Nhưng mà khi mà các em qua đến các cái nước mà để mà du học rồi đó thì các em mới vỡ ra. Tức là mọi cái nó không như các em hình dung tưởng tượng. Đấy. Rồi cái môi trường đó, những cái nó có nhiều cái nó không có thích hợp với lại cái bản tính hoặc là cái thói quen của các em. Và cuối cùng là những cái trường hợp như vậy thì phải coi như nó là một cái thất bại. Và cái tỷ lệ đó hiện nay chiếm khoảng cỡ 20%. Thì cũng xin có cái thông tin, cái chia sẻ như vậy. Cho nên theo tôi đó thì để có một cái việc mà lên một cái kế hoạch du học á, thì các em cần phải có một cái sự chuẩn bị thật là chu đáo. Thứ nhất là về ngôn ngữ. Thứ hai là về vấn đề tài chính. Tài chính là phải xuyên suốt, chứ nó không được lệ thuộc vào những cái biến cố có thể xảy ra. Và cái thứ ba đó là cái văn hóa. Thì đó là ba cái mà các em cần phải trang bị trước khi mà thực hiện một cái chuyến du học. Xin được cảm ơn thạc sĩ. Vậy thì cô Phạm Thanh Thúy, cô có những cái bổ sung gì không? Như anh sĩ nói thì hầu như là những cái thông tin và những cái hiện trạng xảy ra hiện tại bây giờ cho cái vấn đề du học là hầu như gần đủ rồi. Thì Thúy chỉ bổ sung thêm một cái thông tin nữa thôi, đó là nếu mà phụ huynh xác định là muốn cho con mình đi du học thì ngoài cái việc mà về cái ngôn ngữ nè, rồi về cái tài chính nè, thì mình còn một cái rất là quan trọng luôn, đó là phụ huynh cần phải nên là tìm hiểu kỹ những cái trung tâm, những cái nơi mà sẽ làm hồ sơ cho con mình đi đó. Và qua đó thì mình cũng tìm hiểu kỹ hơn là những cái trường mà khi con mình muốn đi học á, mình muốn cho con mình đi học á, được những trung tâm này tư vấn có thật sự giống như họ nói hay không đó. Và cái quan trọng nhất, giống như hồi nãy anh sĩ nói, là có những cái em học sinh sau khi đi học về á, thì cái bằng cấp lại không được Việt Nam công nhận. Thì ở đây nó lại liên quan đến một vấn đề là kiểm định giáo dục. Thì phụ huynh phải nên tìm hiểu rõ là những cái trường mà khi con mình quyết định đi học á, mình cho con mình đi học á, là có được kiểm định rõ ràng hay không, và cái kiểm định đó là được công nhận ở đâu đó. Thì Thúy chỉ bổ sung thêm cái này thôi. Và được biết SCVNCoop hiện nay thì có cổng thông tin trực tuyến để hỗ trợ cho các em sử dụng như là một cái công cụ để chọn ngành, chọn trường. Và theo tìm hiểu của chúng tôi thì cổng thông tin đang cung cấp miễn phí rất là nhiều thông tin về ngành học, về mức phí của hàng trăm trường đại học cao đẳng trên khắp thế giới, cũng như là giúp cho các em học sinh trắc nghiệm để chọn trường, chọn ngành phù hợp. Vậy thì thưa cô Ngọc Anh, thì cô có thể nói rõ hơn về cái ý nghĩa của việc thực hiện cổng thông tin trực tuyến này được không? Vì trong thời điểm hiện tại có rất là nhiều thông tin du học trái chiều, cho nên nó cũng đôi khi cũng khó cho các em học sinh có thể tự định hướng hoặc là thiết kế một cái bức tranh toàn diện phù hợp nhất cho các em. Cho nên chúng tôi hiểu được những cái băn khoăn lo lắng của các bậc phụ huynh và các em học sinh các cái vấn đề này. Nên công ty SCVN đã cũng nghiên cứu và lập trình nên cổng, rất là nhiều cổng thông tin điện tử nhằm mục đích là hỗ trợ cho tất cả các em học sinh có được, thứ nhất là về định hướng ngành nghề, các em có thể truy cập vào cổng hướng nghiệp để làm những cái bài trắc nghiệm, kiểm tra, tự khám phá bản thân các em có những tính cách, sở thích, năng lực, năng khiếu như thế nào, phù hợp với ngành nghề gì trước khi các em quyết định chọn cho mình một ngành học phù hợp. Và cái cổng thông tin thứ hai đó là cổng du học. Thì trên đây có rất là nhiều, khoảng 100.000 khóa học của hơn 2.500 trường đại học cao đẳng trên toàn thế giới của 16 quốc gia phát triển. Thì các em có thể tự mình truy cập để mà tìm hiểu ngành học, thông tin ngành học chính xác, và cũng như các khóa học cũng như các quốc gia trên thế giới hiện nay đang đào tạo những ngành học có chất lượng mà các em có thể tự tra cứu và tự tìm hiểu, tự apply theo cái sở thích và nguyện vọng, nhu cầu cá nhân của các em. Vâng, xin được cảm ơn cô ạ. Và thưa quý vị, để du học thì yếu tố tiếng Anh là vô cùng quan trọng. Vậy thì thưa thạc sĩ Trương Tiến sĩ, thạc sĩ có thể cho biết là những cái yếu tố cơ bản nhất về mức độ tiếng Anh để cần thiết có thể đi du học ở các nước nói tiếng Anh phổ biến hiện nay như là
Anh, Mỹ, Úc và xu hướng học tiếng Anh ngắn hạn để trau dồi khả năng tiếng Anh với mục đích là đạt được những điều kiện ngoại ngữ để đi du học cũng đang được rất là nhiều bộ phận giới trẻ hiện nay lựa chọn. Thì thạc sĩ có thể cho biết thêm về cái xu hướng này. Cảm ơn MC. Hiện nay đó, để thực hiện cái du học á, thì thường các cái công ty tư vấn du học là tư vấn cho phụ huynh cũng như là các em học sinh á, là nên có một cái tham gia một cái khóa du học tiếng Anh ngắn hạn. Thì lựa chọn của các em thì có thể du học ở một số nước, ví dụ như là du học ở Úc, rồi Singapore, rồi Philippines. Thì cái du học đó, đó nó giải quyết rất là nhiều cái bài toán cho các em mà trước khi mà các em đi du học chính thức. Cái thứ nhất đó là về vấn đề ngôn ngữ. Thì nó có một cái hay á, đó là khi các em du học ngắn hạn nhưng mà các em sẽ đạt được một cái mục tiêu rất là cao mà khi học trong nước thì các em không có đạt được. Ví dụ như một cái em mà ví dụ như trình độ tiếng Anh nếu mà lấy theo cái chuẩn IELTS mà khoảng tầm 3.5 mà các em muốn lên 5.5, tức là lên khoảng từ 2 điểm IELTS, nếu mà học ở Việt Nam thì các em mất tới 2-3 năm đó. Nhưng mà để đạt được cái mức điểm đó các em chỉ cần mất khoảng tầm 3 tháng du học ở các nước như là Singapore, như là Philippines thì các em đã đạt được cái điểm số đó. Thì đó là một cái điều rất là thần kỳ mà học ở trong nước thì các em sẽ không bao giờ đạt được. Thì đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi các em đi du học ngắn hạn đó thì các em lại được sống ở trong một cái môi trường đa quốc gia. Và như vậy các em cũng đã có cơ hội để các em trải nghiệm và làm quen với một cái môi trường học tập hoàn toàn là ở nước ngoài. Và cái thứ ba đó là cái sự gọi là nói giống như như chị Ngọc Anh nói đó, là cái kỹ năng sống á, tức là cái tự lập, rèn luyện cái tự lập, thì cái môi trường du học tiếng Anh ngắn hạn đó nó cũng sẽ giúp cho các em tức là có được những cái kỹ năng đó. Và có một cái nữa đó, đó là trong một trong những yêu cầu khi mà các em đi du học chính thức, ví dụ một số nước người ta yêu cầu cái background á, cái profile của các em á, thì người ta yêu cầu rất là cao. Ví dụ như Mỹ hay là Canada và một số nước châu Âu á, thì người ta sẽ xem thử xem là cái em học sinh đó thì em đã khi mà apply xin visa đó thì có đã từng là đi nước ngoài chưa này kia vân vân. Thì cái việc mà đi du học á, nó cũng sẽ làm tăng cái điểm cái profile của các em lên, thì các em khi mà apply xin visa thì nó sẽ rất là thuận lợi. Thì đó là một số cái. Và chính vì vậy cho nên là hiện nay là các cái công ty tư vấn du học, rồi các cái trung tâm về hướng nghiệp du học này kia vân vân á, thì họ cũng thông qua những cái đối tác ở nước ngoài thì họ cũng tư vấn cho phụ huynh và các em á, là nên tức là trước khi thực hiện cái du học chính thức thì nên có một cái bước đệm như vậy. Thì tôi cho rằng là cái đó rất là hợp lý. Thì xin chia sẻ với phụ huynh và các em. Xin được cảm ơn thạc sĩ Trương Tiến Sĩ. Và được biết thì công ty Kết Nối Văn Hóa Việt có mạnh về tư vấn du học châu Âu. Thì thưa cô Phạm Thanh Thúy, cô có thể cho biết hiện nay học sinh có xu hướng lựa chọn nước nào, chương trình học nào ở châu Âu và điều kiện để đáp ứng cũng như lợi thế khi đi du học ở các nước châu Âu là gì thưa cô? Cái này thì mình cũng trả lời là công ty Kết Nối Văn Hóa Việt là một cái công ty thành lập cái năm là cũng hơn 10 năm rồi. Thì chủ yếu là mình hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. Thì qua những cái vấn đề mà về du học, mình làm giáo dục, mình làm hướng nghiệp cho các em học sinh á, thì mình thấy là hiện tại học sinh với phụ huynh đang cần những cái thông tin chính xác về những cái thông tin chính xác của các trường nước ngoài để họ có thể apply cho con mình một cái chương trình học tốt nhất. Thì đối với châu Âu á, bên Văn hóa Việt thích làm lĩnh vực châu Âu là như vậy. Cái thứ nhất là cái khối liên minh châu Âu là gồm nhiều nước, nhiều quốc gia ở châu Âu và họ rất là hiện đại. Một cái nữa là họ đa văn hóa, nên là có những nước khi mà cho các em đi học á, thì sẽ không lo về cái vấn đề là giống như là kỳ thị này hoặc là sốc văn hóa đối với các em. Thì
Thì thấy ở châu Âu hiện tại mà cái quốc gia mình không thể nào nói là cái quốc gia nào các em chọn nhiều được, mà mình phải nói là cái nền giáo dục của cái đất nước nào và cái văn hóa ở đâu thì các em thích nhất. Thì những năm gần đây, hồi trước đây á, thì nói đến châu Âu là mọi người thường hay nghĩ nhiều đến là Pháp nè, Đức, Hà Lan, đó, Thụy Điển, Na Uy. Lý do tại sao? Vì những quốc gia này, người Việt Nam mình nghe nói rằng sinh viên đi học không tốn học phí. Đó, nhưng mà thật ra cái cách mà để mà mình hiểu được không tốn học phí ở đây là hoàn toàn sai. Tất cả các nước ở châu Âu hiện tại bây giờ đi học đều phải tốn học phí hết. Họ chỉ không thu học phí và học phí ít so với sinh viên là người bản địa của họ thôi. Còn đối với sinh viên quốc tế mình đều tốn học phí hết, nhưng mà cái mức nó sẽ tùy theo tùy thành phố và từng cái bang khác nhau. Đó thì nó sẽ dao động khoảng từ 1.500 cho đến là 20.000 euro một năm. Thì khoảng 3 năm trở lại đây, có một cái đất nước mà mình có thể nói là cái thị trường du học mà được sinh viên cũng chọn nhiều. Ở thành phố Hồ Chí Minh thì ít biết đến hơn, nhưng mà bây giờ cũng rộng rãi là như là Thụy Sĩ. Thì Thụy Sĩ mọi người, tại sao mọi người lại... Khi nói đến Thụy Sĩ thì chắc mọi người cũng hiểu rồi. Thụy Sĩ là một cái quốc gia hiện tại có thể gọi là đáng sống nhất trên thế giới hiện tại bây giờ. Nhưng mà họ, người dân Việt Nam mình ít nhắm đến về vấn đề du học là một cái lý do thôi, vì họ quá đắt đỏ. Đó, chính vì vậy nên là đó là một cái môi trường tốt để mọi người có thể đi học, có thể cho con mình đến. Đó là môi trường là hầu như là không có cái vấn nạn về kỳ thị luôn, và rất là an toàn để cho sinh viên có thể đi học. Thì qua đó đó, chính vì để hỗ trợ những cái này cho phụ huynh, thì bên Văn hóa Việt á, là có kết hợp với lại một số cái đối tác ở bên đó, thì mình có đem về cái chương trình học bổng. Đó là học bổng của Thụy Sĩ và một số nước châu Âu để về đây cho học sinh luôn. Đó. Thì nói tóm lại là Thúy nghĩ là hiện tại ở châu Âu á, mình không nên nghĩ là cái đất nước nào đáng sống nhất hoặc đáng học nhất, mà phải nên nghĩ đến vấn đề là cái nền giáo dục của cái đất nước nào là tốt nhất. Thì theo Thúy nghĩ là hiện tại có là Thụy Sĩ nè, Đức nè, Pháp, rồi Na Uy, Thụy Điển. Thì sẵn qua đây thì Thúy cũng muốn cung cấp thêm một số cái thông tin về cái giáo dục châu Âu. Thì hiện tại trên ở châu Âu có 9 quốc gia là có thể gọi là không thu học phí. Nhưng mà không thu học phí này đó là với lại là cái sinh viên của họ nha, người bản địa. Còn đó Việt Nam mình thì học phí vẫn ít hơn, thấp hơn một số nước khác. Đầu tiên là Đức. Cái nước thứ hai là Hà Lan, Phần Lan, Áo, Thụy Điển, Na Uy, Tây Ban Nha, Hungary, Ba Lan và Hy Lạp. Còn Pháp thì có một cái thông tin mà Thúy muốn thông báo đến cho mọi người luôn. Thì kể từ năm 2019 này là chính phủ Pháp họ có cái thông báo là chuẩn bị sắp tới là sẽ tăng học phí của Pháp lên 15% so với những năm trước. Nên là Pháp là một cái quốc gia mà hầu như là sinh viên Việt Nam đi học đến rất là nhiều. Nhưng bây giờ thì họ tăng học phí về một cái lý do. Cái lý do rất là chính đáng luôn đó với lại cái người tổng thống của Pháp. Đó là họ cho rằng cái người mà đi du học ở nước họ là những người rất là giàu. Thì tại sao phải đóng cái mức học phí bằng cái người dân nghèo của họ? Nên là họ tăng học phí này lên, nhưng đồng thời nó có một cái để, nhưng đây cũng là cái điểm nhấn của cái người tổng thống này, đó là họ muốn nâng cao cái tầm giáo dục lên. Tại vì có một số nước ở trong cái khu vực châu Á và châu Âu á, khi mà đi học mà không tốn học phí là họ sẽ không đi. Họ cho rằng chất lượng giáo dục của cái đất nước đó không tốt nên mới không thu học phí. Thì Pháp họ tăng cái mức học phí này lên là để thu hút và họ khẳng định được là cái nền giáo dục của họ là có thể xếp trong những nước đứng đầu hiện nay. Thì Pháp là cái nền giáo dục Pháp từ trước giờ thì mình có thể là thấy là rất ok. Còn riêng Thụy Sĩ á, thì Thúy nghĩ đó là một đất nước mà đáng sống và đáng để đến đó để có thể học hỏi. Đó, tại vì ở đây thì cái đất nước đó rất là yên bình và có thể gọi là một trong những đất nước an toàn nhất hiện nay. Và thưa quý vị, theo thông tin từ Tổng lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Hồ Chí Minh thì du học sinh Việt Nam tại Mỹ không ngừng tăng trong 17 năm qua và Việt Nam xếp thứ 6 trong các nước có nhiều sinh viên du học tại Mỹ với con số là 30.000 sinh viên Việt Nam đang theo học. Thì thưa Thạc sĩ Trương Tiến sĩ, vì sao Mỹ lại được các học sinh lựa chọn nhiều đến như vậy và các em cần lưu ý gì khi chọn Mỹ là điểm đến đi du học ạ? Như chúng ta biết
Mỹ là nền kinh tế lớn nhất thế giới. Nó lớn nhất, không chỉ là lớn nhất mà nó còn là cái nền kinh tế phát triển bậc nhất. Và hiện nay có rất là nhiều các cái ngành khoa học á, thì nó được xem là gần như là đầu ngành. Ví dụ như lúc nãy chị Ngọc Anh có nói đó, đó là cái trí tuệ nhân tạo hay là cái khoa học vũ trụ. Một số ngành là Mỹ là dẫn đầu. Và hiện nay trong cái bảng xếp hạng các cái trường đại học hàng đầu trên thế giới thì các cái trường đại học Mỹ là chiếm một cái tỷ lệ tương đối. Trong 100 cái trường đại học trên thế giới thì số lượng các trường đại học Mỹ là chiếm cũng ngót nghét cũng khoảng cỡ tầm 50%. Cái xếp thứ hai đó là các cái trường đại học ở Vương quốc Anh. Điều đó cho thấy rằng là cái nền giáo dục của Mỹ nó cũng được xem là một cái nền giáo dục rất là phát triển. Rồi ngoài ra đó thì cái môi trường sống ở Mỹ đó, thì nó cũng có, nếu mà so sánh với lại các cái quốc gia khác, ví dụ như Úc hay là Canada, New Zealand hay là châu Âu á, thì thực tế mà nói là cái môi trường sống ở Mỹ á, thì nó có một chút gì đó nó cũng khá là tương đồng với lại cái thời tiết, cái khí hậu ở Việt Nam chúng ta. Tức là nó cũng không quá lạnh mà nó cũng không quá khó chịu, nó như là ví dụ như ở Canada thì rất là lạnh. Đấy. Thì nó cũng là một cái yếu tố. Và cái nữa đó là chúng ta có tới 3 triệu người Việt, cộng đồng người Việt chúng ta ở Mỹ thì có tới 3 triệu người. Và gần như là trải rộng khắp trên 50 cái bang của Mỹ. Và vì vậy cho nên cái việc mà lựa chọn cái nước Mỹ để mà du học thì nó sẽ giúp cho các em có những cái thuận lợi nhất định về cái môi trường sống, về cái kết nối với cộng đồng, về cái tri thức, rồi thậm chí là cái cơ hội việc làm sau khi các em ra trường. Ví dụ như các em, nếu em nào giỏi và được các cái công ty Mỹ nó giữ lại thì cũng là một cái cơ hội cho các em. Còn nếu mà trong trường hợp mà các em không tìm kiếm được cái cơ hội việc làm trên nước Mỹ thì các em lại có cái cơ hội, tức là quay trở về Việt Nam nhưng mà có thể làm cái cầu nối cho các cái doanh nghiệp Mỹ làm ăn tại Việt Nam, hoặc là các doanh nghiệp Việt Nam làm ăn với Mỹ. Và ngoài ra đó thì ở cái môi trường đó đó thì các em có một cái thuận lợi nữa là với cái quá trình mà các em học ở đó đó thì cái khả năng mà hội nhập á, cái khả năng mà đi đây đó đó, nó sẽ giúp cho các em khi mà ra trường các em không phải chỉ làm việc ở trên nước Mỹ hay là Việt Nam mà các em có thể làm việc ở bất kỳ đâu trên thế giới. Và đó chính là những cái lý do mà theo tôi đó là hiện nay phụ huynh cũng như các em học sinh á, là thường chọn nước Mỹ là nó cái nơi, cái điểm đến để mà du học. Một trong những cái lưu ý á, thực ra đó, cái du học Mỹ đó, trước đây á, thì nó không có khắt khe như bây giờ. Càng về sau á, thì như chúng ta biết á, là Mỹ đưa ra hàng loạt những cái quy định để hạn chế cái số du học sinh đến từ Trung Quốc, đến từ Việt Nam và một số nước. Trước đây thì đi học phổ thông hay đi học đại học á, thì Mỹ không có tất kê cái chuyện là trình độ tiếng Anh như thế nào. Nhưng bây giờ là quy định là phải đạt cái chuẩn tiếng Anh là bao nhiêu thì mới được học ở cái cấp học đó. Rồi là trước đây khi phỏng vấn visa, xin visa Mỹ á, thì các em được phỏng vấn, được trao đổi bằng tiếng Việt. Bây giờ là phỏng vấn bằng tiếng Anh. Cho nên kiểu gì thì kiểu phải giỏi tiếng Anh, phải đặc biệt là ở hai cái kỹ năng nghe và kỹ năng nói thì các em mới có thể thực hiện được cái ước mơ, tức là đi du học. Và vì vậy cho nên là cái lưu ý á, theo tôi đó, để mà các em đi du học Mỹ đó, thì cái điều quan trọng thứ nhất đó, đó là các em nên chuẩn bị thật kỹ cái vấn đề ngôn ngữ, đó là cái tiếng Anh, và phải đạt được các cái chuẩn theo cái yêu cầu trong cái hệ thống giáo dục của Mỹ. Ví dụ như đối với học sinh mà các em du học sớm á, ví dụ như lớp 9, lớp 10 các em đi du học á, thì hiện nay á, là cái điểm IELTS thì nó phải đạt ít nhất là khoảng cỡ là 5.5. Đó là ít nhất, còn nếu mà tốt thì có thể là 6 chấm trở lên. Nhưng mà thực ra đó, hiện nay á, là tôi quan sát, khi mà tôi vào trong lãnh sự quán á, tôi quan sát thì có nhiều em đạt cái điểm IELTS rất là cao nhưng mà khi nghe và nói thì không được. Tức là học sinh Việt Nam chúng ta có cái thế mạnh về cái văn phạm,
về đọc, về viết, nhưng mà cái kỹ năng nghe và nói của các em rất là kém. Đấy. Cho nên tôi nghĩ là để chọn cái du học Mỹ thì các em phải hoàn thiện hai cái kỹ năng đó. À. Và cái việc mà du học tiếng Anh ngắn hạn á, nó sẽ giải quyết được cái đó cho các em. À. Thì đó là cái lưu ý thứ nhất. Cái lưu ý thứ hai á, đó là một trong những cái tiêu chí đối với Mỹ đó, đó là nó quy định rất là chặt là các em đi du học xong là các em có đi về hay không, hay là tìm đường để ở lại Mỹ. Đấy. Và Mỹ đó, cái chính sách của Mỹ rất là rõ, tức là Mỹ không muốn tức là thu nạp thêm cái công dân từ bên ngoài vào, tức là hạn chế cái dân nhập cư bằng các cái con đường, thì trong đó có con đường du học. Cho nên khi mà các em đi phỏng vấn đó, các em phải chuẩn bị cái tâm trạng cũng như là cái tư thế, tức là mình đi học là mình quay trở về Việt Nam hoặc là đi đâu đó chứ không phải ở trên nước Mỹ. À, và chỉ cần mà nhân viên lãnh sự hoặc là lãnh sự quán Mỹ nó trong cái quá trình nó nghiên cứu hồ sơ đó mà nó nghi ngờ rằng là cái trường hợp này là đi du học để tìm cách ở lại Mỹ thì ngay lập tức là nó sẽ cancel ngay. Đấy, thì đó là cái lưu ý thứ hai. Và để mà tăng được cái này á, thì thường là như thế này. Thường á, tôi để ý á, là khi mà tư vấn cái visa cho phụ huynh á, thì thường á, là tôi quan sát á, thì thấy là cái cơ hội mà các em đầu visa du học Mỹ á, thì thường đó là bố mẹ phải là những người đã từng đi Mỹ rồi. Tại vì cái câu mà lãnh sự quán hay hỏi á, đó là thế tại sao mày chọn du học Mỹ mà mày không có chọn du học ở các nước khác? À, thế thì nếu mà bố mẹ mà chưa từng tới nước Mỹ á, thì sẽ không trả lời được cái câu hỏi đó, hoặc là trả lời một cách lý thuyết, mà lý thuyết thì nó không có cái tính thuyết phục, nó không cao. Đấy. Thì nếu mà một người đã từng đi tới Mỹ rồi thì họ sẽ nói rằng là tôi đã đến Mỹ, tôi đã đi tham quan trường này trường kia và tôi thấy rằng là cái môi trường ở đó, nền giáo dục ở đó nó rất là phù hợp, hoặc là thế này thế kia, thì nó lại là một tăng cái lợi thế để đậu visa. Cho nên cái khâu chuẩn bị ấy, nó rất là quan trọng. Thì thường tôi cũng tư vấn cho phụ huynh là nên trước khi mà cho con mình apply visa đi du học Mỹ thì bố mẹ nên có một cái kế hoạch, tức là một cái chuyến đi đến nước Mỹ để tìm hiểu. Mà cái điều đó thì rất là tốt, nó vừa tốt cho cả cái dự định của phụ huynh, mà cũng như là phụ huynh cũng sẽ có được những cái chuẩn bị tốt hơn á, cho cái việc du học của con em mình. À, xin chia sẻ. Xin cảm ơn thạc sĩ Trương Tiến sĩ ạ. Và thưa cô Phạm Thanh Thúy, thì như lúc đầu cô có chia sẻ, đó là cái vấn đề mà học sinh khi đi du học quan tâm, đó chính là tìm được một trung tâm tư vấn du học đáng tin cậy, hoặc là tiếp cận được những cái thông tin chính thống từ các nước, các trường. Thì cô có thể tư vấn thêm về cái vấn đề này, và hiện nay thì có rất là nhiều trung tâm tư vấn du học hoạt động, và làm như thế nào để các em học sinh có thể tiếp cận với cái nguồn tin đáng tin cậy nhất? Về cái vấn đề về tư vấn du học á, thì hiện tại là thành phố Hồ Chí Minh mình là có hơn 3.000 công ty tư vấn du học ra đời và đang hoạt động. Thì cái con số thật sự là nó rất là lớn cho phụ huynh và học sinh, và nó gây một cái khó khăn rất là lớn luôn. Nên là nếu như mà phụ huynh và các em muốn tìm được một cái nơi tin cậy để hỗ trợ mình về cái công tác giống như là tìm trường, hoặc là chuẩn bị những cái thủ tục trước khi, chuẩn bị cái hành trang trước khi lên đường đi du học á, Thúy nghĩ là phụ huynh nên tìm hiểu qua những cái kênh này. Cái thứ nhất là qua cái kênh quen biết. Tại vì thường thường cái người đi trước, họ khi mà họ đã có con hoặc cháu đi rồi thì họ thấy được là cái đơn vị đó làm tốt hay không và như thế nào, thì họ có thể chia sẻ lại với mình. Cái thứ hai nữa, cái thông tin mà các em có thể tìm hiểu chính thống nhất là từ trên web của các trường. Không nhất thiết là các em phải tới một công ty tư vấn du học để làm hồ sơ đâu, mà các em có thể tìm hiểu những cái thông tin này trên những cái phương tiện truyền thông đại chúng, hoặc là trên những cái trang web chính thức của các trường, những cái chương trình, thí dụ như chương trình học bổng. Thí dụ như là khi mà mình biết cái chương trình đó thì mình lên những trang web của trường đó xem là có những cái chương trình này họ được công bố rộng rãi hay không. Đó, thì các em có thể tìm hiểu trên đây. Ngoài ra, các em có thể tìm hiểu một kênh nữa là ở trực tiếp tại cái trường mà mình sẽ học. Tại vì hiện tại bây giờ á, thì ở thành phố mình đang siết là cái vấn đề về cái du học này. Đó, nên là ở ban ngành á, thì họ cũng muốn là tránh cái tình trạng là đem con bỏ chạy. Cái tình trạng này hiện tại là đang rất là, mình gọi là một cái nhức nhối của học sinh và phụ huynh bây giờ. Có những người cho con đi học xong, ở đây thì nghe tư vấn là rất là một cái trường rất là tốt luôn. Nhưng mà khi ra đó không thấy cái trường ở đâu hết á.
Nên đây là một cái vấn nạn mà hiện tại là mọi người đang rất là lo. Thì cái phương tiện mà để mà tìm hiểu những cái thông tin này chính xác nhất thì tôi nghĩ thứ nhất là qua cái kênh trường học của ngay chính bản thân trường của các em. Cái thứ hai là qua cái kênh mà truyền thông đại chúng mà uy tín. Cái thứ ba nữa là qua những cái trang web chính thức của trường và những chương trình mà các em đã được nghe. Và cái thứ tư mới đến là cái người mà giới thiệu cho các em. Và khi đến những cái trung tâm đó, khi được giới thiệu đến những trung tâm tư vấn du học á, thì phải coi một cái vấn đề là ở những trung tâm này hoạt động như thế nào. Và cái cách làm việc của cái trung tâm đó là có thật sự suy nghĩ về học sinh hay không, hay vì một cái vấn đề lợi nhuận hay vì một cái vấn đề gì đó, thì nó rất là quan trọng ở đây. Và kính thưa quý vị, thì việc chọn trường, chọn chương trình được kiểm định là một yếu tố rất là quan trọng và cũng thường được người ta nhắc đến rất là nhiều khi đi du học. Thì ngoài điều kiện học tập, cơ hội việc làm hay mức học phí cũng là những cái vấn đề đáng được quan tâm. Thì các chuyên gia có thể cho những cái lời khuyên để các em học sinh có thể lựa chọn cho mình một trường, một ngành phù hợp với năng lực cũng như là điều kiện của gia đình để đáp ứng được những cái yếu tố trên. Và xin được mời cô Ngọc Anh. Vâng, vấn đề mà chọn ngành học, chọn trường để đến cũng như là quốc gia để đi học vẫn luôn là những vấn đề khó khăn trong cái quá trình tìm kiếm một con đường du học của các em học sinh cũng như các bạn trẻ hiện nay. Theo như lời của anh tiến sĩ và chị Thúy có chia sẻ thì các em học sinh và các quý phụ huynh nên tìm hiểu kỹ những thông tin tại các trường mà các em mong muốn đến du học hoặc các quốc gia mà các em mong muốn đến du học và xác định được cái con đường du học của mình là gì, mục tiêu gì và định hướng được cái ngành nghề của các em là các em phù hợp học cái gì trước đã và điều kiện kinh tế của gia đình của mình có thể trang trải chi phí cho các em học trong khoảng thời gian các em học tại nước ngoài là như thế nào. Sau đó và cân nhắc kiểm tra kỹ các chương trình học được kiểm định quốc tế trên thế giới. Với lại cái vấn đề chi phí cũng là cái vấn đề quan trọng, nên không phải là các quý phụ huynh nên không phải là chọn cho những cái trung tâm du học có mức phí là thấp nhất, mà phải chọn những trung tâm có mức phí, đưa ra mức phí hợp lý, mà tất cả những cái chi phí đó đều phải rõ ràng và minh bạch. Và cái quan trọng nữa là có được đội ngũ tư vấn tận tâm và luôn hết mình hỗ trợ cho các em học sinh cả trước khi các em làm hồ sơ du học và cả sau khi các em đã du học thành công trên nước ngoài. Ở nước ngoài thì đội ngũ tư vấn viên phải luôn hỗ trợ hết mình các em trong những bất kỳ hoàn cảnh và những khó khăn gì. Quý vị và các em học sinh thân mến, chúng ta vừa trải qua phần trao đổi với các khách mời trong chương trình hôm nay và chúng tôi hy vọng rằng qua đây đã cung cấp cho quý vị phụ huynh và các em học sinh những thông tin chính xác và thiết thực nhất về du học để các em có thể chọn trường, chọn ngành du học để lập nền tảng cho sự thành công sau này. Và chương trình đưa trường học đến thí sinh 2019 với chủ đề du học sự lựa chọn nào phù hợp đến đây xin được phép kết thúc và cảm ơn quý vị khách mời đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình hôm nay và xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình kế tiếp.